Tối hôm nay mình sẽ làm món bún chả cá lá vọng. Cái này là bún chả cá lá vọng lai thôi nha. Vì không có cá trẻ, không có cá lăng cho nên mình phải mua cá catfish. Đây nằm ở trong cái vị sẵn luôn rồi. Đó. Rồi, đây là cái cá mình đã ướp được được 30 phút rồi. Đây cũng là chả cá mình mới vắt xong để làm ra từng miếng. Ở đây là cái nồi dầu đang chờ cho nó nóng lên rồi mình mới chiên. Đây, mọi người nhìn thấy không? Cái cá này á là cái cá thay vì người ta nấu bằng cá già đúng rồi là cá lăng mà mình không có cá lăng cho nên cái cá catfish này á thì mình cũng ướp rồi cho nên khi mình bỏ vào đây mình chiên thấy không nó không bể này là cho cái cá này làm được và đồng thời cái mình cũng không có chiên nó hết 100% chín còn có 70% thôi là bắt đầu mình còn bỏ vào trong cái chảo nữa. Rồi sau khi mình chiên được nó chín tới cỡ 70% thôi, 70-80% thôi là được rồi. Cho nên thấy không, nó không có khô. Bắt đầu giờ mình bỏ cái mẻ sắt vào này, mình chiên hai lần. Đó. Đó. Dầu mình cũng không để cho nó to lắm, cho nó vừa thôi. Để cho bắt đầu cái này mình đợi chảo qua chảo lại nó không có dính với cái nồi với chảo thấy không? Đó. Chả cá này ăn cũng ngon lắm, cũng ăn chung với cá bông lau đó. Nhìn hấp dẫn không? Thơm lắm đó nha. Cái chả cá này là chả cá Thác Lát nha. Ở bên này cái chả cá này người ta bán là số 1 đó. Tay là nó bể rồi. Đây, hôm nay làm sẵn tất cả các thứ hết trên rồi. Con mình nó ăn bò. Nó không ăn được cái này. Rất thay lắm. Thay apple với lại thịt dưa. Mày bỏ nhiều cái này để ăn nó ngon. Hả? Sao không bỏ nhiều không ăn luôn hả? Ngon chứ. Có thơm nè, có cà chua nè, có hành ngò nè, có thịt là cái này là quan trọng nhất này, thịt là đúng là chả cá Thăng Long không thể nào thiếu thịt là được. Rồi, mình bỏ các
chiên vào nè, bỏ bột mới nha. Này là bún nó chả cá thăng long lai chứ không phải là original. Bỏ ăn là tốt rồi. Nay đầu bếp này đặt lâu lắm rồi mới mới người nấu không phải là tôi đó. Giờ còn gì bỏ vào nữa. Cái này là bún chả cá thăng long mà đúng người Hà Nội nấu nha. Này cái này là bà nói là quan trọng nhất là có đậu phộng, có đậu phộng thì mới gọi là bún chả cá thăng long đó. Đó đậu phộng đó, đó mới là bún chả cá thăng long. Còn cái gì bỏ nữa không? Đã bụng lắm rồi đó nha. À, đã quá nha, mình thơm phương phức. Đây cũng đang đói rồi, mình đang chờ. Đói. 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 Mà đặt kinh nhân cơm. Những cha bà con và thần thần nó đang cho bán đặt ăn cho thì con ăn cảm cảm ơn chùa. Rồi mời tất cả mọi người thưởng thức món bún chả cá Hà Nội, à bún chả cá Thăng Long với gia đình mình nha. Nào cái này tụi sao nó tắt rồi sao? Đó, tắt rồi, còn lên. Cái này bỏ bún nha. Cắt bún bỏ nha, bỏ rau nha. Bỏ cái đó trộn sao đi nha. Món lạ. Độc lạ. Hả? Còn thấy tắm thế. Để nó vào làm. Con lấy cái này ra, lấy cái có vẻ ăn nhanh luôn thì nó không có mùi. Cả hết mặt cái đâu, cái này là cả bông lau mình chiên đó. Cay. Hôm ra anh mua được thú cua cay mà. Bỏ thêm rau này thôi. Bỏ xì là nhiều quá anh ngon. Cay lắm. Mua một thú chè rau á. Thú
Ôi mai mà đưa về bên nhà mà ăn. Nhá khỏi đi. Mà cay lắm mà. Ăn hết cá thì em lại bỏ cá thêm. Nó có cả cà chua, có cả thơm. Thế là ba hồng ăn cá. Cay ngon. Bánh này về ăn nó không ớt. À, cái cá bông lau á. Chiên kiểu này cũng cá cái tấm. Anh tẩm tẩm bột. Tẩm rồi, tẩm hết tất cả trong suối chân rồi. Anh đã được làm được. Ừ. Ngon, khô khan ngon. Ở Việt Nam á, người ta làm cá lăng á, thì nó dai. Đúng rồi. Nếu mà da thì nó ngon. Thì nó không có bị nát. Da thì nó ngon, nhưng đều thấy cũng ok. Mình không có thì mình phải chế biến cho nó giống giống đó một xíu ăn cũng được. Sao hấp dẫn thơm tho, hình như là đầu tiên nhà mình làm món này á. Đúng rồi, thời buổi này dễ mà, vô YouTube coi là cái món gì cũng có hết trơn á, không ngon giống chuyên nghiệp thôi, nhưng điều có ăn là được rồi. Cái gì steak của thằng con mình thấy đã không? Đó, bánh mì này thì con ăn thử bánh mì chưa? Bánh mì ngon lắm nha. Ngon. Cái bánh mì này là bánh mì lát mà nó tẩm với tỏi với bơ chiên lên ăn là hết sảy. Cả thơm mà. Đây là bà nội. Bà nội coi như là khách không dừng luôn. Khách. Khách. Gì ăn hả? Có lại sao? Đấy, cái trái cá này, đã. Cái cay cay đã thật chứ. Anh bún cao nhỉ, ăn ngon không nhỉ? Bún mắm ạ. Cái cá, chua ngọt. Ăn thêm thơm, thêm thơm chưa? Đâu đến nỗi gì tệ đâu, đúng không? Bún chả Hà Cộng, bún chả cá Hà Nội vậy là cũng là đạt tiêu chuẩn rồi. Hình như bạn nói đó, tự nấu, tự ăn, tự khen. Tự nấu, tự ăn, tự khen. Ngon không? Cá nó không có bị... Mà cái cá bông lau nó cũng ngon đó. Ngon rồi, ăn thôi. Thơm nữa chưa? Thôi rồi. Mà mới sao, nó có rau rán này kia vô. Rau có thơm đó, ăn đó. Đây cái góc này là... Mình nhớ ra có mì lá thịt la. Mì lá thịt la đúng không? Mì lá thơm. Chúng thịt la bỏ hết rồi đó. Thì hết thịt la đó. Cái này ăn thịt la nhiều đúng không? Mà chưa bao giờ ăn qua cái bún chả, chả bún, nó gọi là bún chả cá Thăng Long à. Chưa. Đó đó. Nói với bạn, bạn hiểu, không biết luôn. Trong miền Nam có. Không có. Bún chả Thăng Long này nè. Nhưng ở đây chả cá. Nó bắt nó gọi là bún chả cá Thăng Long mà. Mình về Việt Nam mình ăn chưa hả? Chưa có luôn đấy không? Mình mang tiếng về Hà Nội bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng chưa ăn được. Hà Nội ấy, nó gọi là chả cá Lạc Vọng đó mình đi. Nào có dịp mà về lại Hà Nội là đi mấy phố phường ăn hết tất cả mấy cái món mà nó gọi là đặc sản của Hà Nội đó. Cái này mà ăn được đó là mình ăn nằm nằm nêm. Mắm tôm chứ, mắm tôm, mắm tôm. Mà con ăn mắm thì ngon hơn nhiều. Người ta ăn mắm tôm mà, ngoài ngoài Bắc á. Ăn cho lên mẫu. Mắm cá không mẫu gì lắm. Ớt là cay lắm. Nè. Đó em ăn ở trong này nước mắm nó cũng có. Có luôn hả? Ừ, có đó nữa. Có cái cải sạch nữa. Ừ. Cũng chả cay dữ luôn á. Ừ, cay mà nhỏ nhỏ mà nó có vỏ đó. Ăn rồi nó. Cay lắm luôn á. Ăn tấm tiên đó. Có cay hơn chút xíu à. Nước mắm đâu cũng cay. Đâu có biết là cay thỉnh thoảng mua hả? Đôi lúc mua nó chẳng cay chỗ nào chứ. Cay mà hơn. Ừ. Hiểm mà. Ít mồi thôi, cái bắt ít mồi á. Ai lắm hả? Trời lắm.
hay đó. Hôm nay là đặc sản về cá thôi. Đã quá. Cua cá đi mua. Cá quay hồ có nhiều cá đi mua về. Chứ không phải cá đi câu về. Ừ, cá đi, cá đi mua. Cá đi mua chứ lắm. Cua cá đi mua. Từng cá đi câu về xong bắt đầu đứng một lạc cả cá. Ừ. Mà người khác đi câu mà cá bông lau này về cũng làm cái này này, thấy không? Cái lòng này anh phải làm cá thì là bự, lấy cái phi lê thôi. Không phi lê chứ, thì mình mua mình mà câu được cá bự á. Mình câu cá bự thì mình... Trời ơi, có hết trên đó, tới mùa con có hết. Yên tâm. Vài clip sau là có hết á. Mà hết ra ăn mùa kìa, chứ không có nước gì hết trơn á, chỉ có chai nước mắm. Ừ, thấy rồi. Ừ. Còn chiều nữa mà em. Lên máu. Mà con này ăn làm mà con nói cái kiểu này làm mà con biết là không biết cái cách để mà ăn rồi. Con để như là làm xong thì nó sẽ biết ngay. Ở Việt Nam mà nó bán từng này chắc không sợ hơn nhiều. Vì cái này á nhiều á, làm nhiều. Cái phải nói là cái xé miệng á. Nó bỏ đi gì vậy? Thì con tưởng đâu tay mà không ngờ nhìn cái ớt phải nói là tay mà ăn hết trái là cái da cá mình làm chỗ này nó rất là mềm nha. Ngọt. Ừ. Mềm. Thì vì nó có cà chua với có thơm vô, nó mềm lắm. Chứ không thơm da, mà ngon, ngon. Cái này là ngon thiệt chứ không phải là... Thử khen. Không, em khen cái chả cá người ta làm. Không, đã không thấy gì. Anh nhìn thấy không thấy cái gì. Không quá, cho cái dao cắm đây. Anh ăn bún không? Cứ rồi. Thì ăn bún nhanh vô. Còn cá kho tẩu rồi. Coi như là đãi khách thêm món cá kho tộ nữa. Đó. Trời ơi, ba mấy mẹ ăn slow, ăn cái bầu rồi. Mẹ có ăn hết rồi. Thì cái món mẹ em đang ăn quá. Không nhớ. Ừ. Đó, cạn nồi rồi nha. Này mà nhanh tay còn chậm tay là hết đó. Đó này, múc. Xong rồi này ăn ngon thiệt luôn. Đưa đi, đưa. Để ăn, để đã ăn cái sống này này. Cái cá bông lau này. Nó bỏ nước thơm nó ngon. Thì cũng sắp sạch rồi, sạch dĩa rồi. Thì ăn giỏi ha. Ăn giỏi ăn ngon. Thì cho mẹ thêm xíu nước cam. Giỏi để ăn nói gì cái thịt. Ở bao nhiêu thôi nhé. Ăn chứ. Ngồi lai rái. Mà bỏ thế nữa, còn có mỡ, có ổn thương. Ừ. Mà đúng chả cá, mà nước á mà. Ăn cái chả này cũng đã lắm, chả cá này. Không như ba nói làm này á, thì cái chả nó khít mềm. Ừ. Chả hiểu không? Chả còn thơm. Còn thơm, rồi cà chua. Rồi cái mùi chỉ là... Lạ lạ. Ừ. Ừ. Anh hay thì chị gì mà chị muốn con. Cảm ơn ba lần nhé. Ừ.
Anh no rồi, xong rồi. No lắm rồi. Thì nói sao, thôi chào đi con. Con chào nhá. Là ăn xong rồi á là con no quá. Cảm ơn ba nhá. Ok con, hôm nay gia đình ăn một cái bữa tối bún chả cá lá vọng ngon. Chả cá lá vọng lai nha, chứ không phải đúng tông kiểu Hà Nội. Nhưng đều có còn không. Cứ chế biến được món gì ăn là đỡ thèm. Còn nhớ quê hương. Rồi bye bye, cảm ơn mọi người tiếp tục là ủng hộ Kiên Hoàng Family TV nha. Remember like, share, subscribe the video. Rồi bà nội kia. Bà nội vẫn còn đang tìm kiếm. Bye bye.